Vâng, mình xin chào quý vị và các bạn. Thì cái clip này thì mình xin giới thiệu lại anh em mình một cái cặp loa đồng trục Realistic, một cặp loa đến từ Mỹ, đồng trục 3 way. Con này là bass 40 các bạn. Xin lỗi, bass 30 nhầm. Đấy. Thì cái cặp loa này thì trước mình có làm clip và mình chia sẻ anh em mình rồi, thì mình có báo giá là 10 triệu đồng. Đấy. À, đến hôm nay thì chưa có chủ nhân, dù là có rất là nhiều anh em mình tham khảo. Thì hôm nay thì mình xin test lại cái clip này, và cái giá của nó thì mình xin giảm cho em nó là 500.000 được các bạn. Thì cặp loa này giá nó còn 9,5 triệu. Thì như vừa anh em mình vừa nghe một cái đoạn nhạc dạo đầu đó, thì anh em mình thấy cái tiếng của nó rất là lung linh, rất là tự nhiên nha các bạn. Đó. Thì đặc biệt cái cặp loa này nó còn cái mùi Mỹ rất là thơm nha các bạn. Thì trước mình có một cặp là cái gân của nó thì chung là nó mới hơn con này một chút ha, thì giá là mình bán là hơn 10 triệu. Thì cặp đó là mình bán rồi, và hiện tại là mình cũng đang nằm trong giai đoạn là lên thùng cho cái đôi loa đó. Đấy. Thì mình xin con này thì trở kháng của nó là 8 ohm nha các bạn, trở kháng là 8 ohm. Thì mình sẽ quay cái chi tiết cái củ loa của đôi loa này để anh em mình tham khảo. Thì bây giờ thì mình xin test cho anh em mình thêm một cái đoạn nhạc nữa ha, đoạn nhạc trữ tình, để anh em mình cảm nhận xem cái chất âm của em nó như thế nào, nó có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Thì cái cặp loa này là đồng trục 3 way của Mỹ, Realistic nha các bạn, với cái giá 9,5 triệu thì mình nghĩ anh em mình cũng khá là dễ chơi, khá là dễ sưu tầm. Bây giờ phần còn lại là anh em mình nghe xem cái chất âm của nó có phù hợp với cái đôi tay vàng của mình hay không, rồi mình sẽ quyết định là có nên sở hữu và sưu tầm của em nó hay không nha các bạn. Thì giờ mình xin đổi một cái CD khác. Đấy. Thì mình sẽ ghép với một cái con đèn Chamber của Mỹ, thì nó đang chạy là bóng L84. Thì cái con đèn này nó có giá là 22 triệu. Đó, anh em mình có thể nếu mà có yêu thích cái con đèn này thì mình mua, còn không thì để mình test lo các bạn ha. Thì nói chung mình sẽ báo giá cho anh em mình tham khảo. Thì nếu anh em mình yêu thích thì anh em mình mua. Rồi thì mình xin mời anh em mình nghe một cái đoạn nhạc trữ tình với cái cặp loa này nha các bạn. Thì clip trước thì mình có chia sẻ anh em mình là cái cặp tờ giải Goodman rồi. Vâng các bạn, thì mình vừa test và giới thiệu đến anh em mình một cái cặp loa đồng trục đến từ Mỹ mang thương hiệu Realistic. Thì bây giờ mình xin quay chi tiết cái đôi loa này để anh em mình tham khảo ha. Thì cái cặp loa này thì giá của nó là 9,5 triệu nha các bạn, 9,5 triệu. Thì anh em mình có thể tham khảo cái clip này, thì anh em mình nghe xem chất âm nó như thế nào, nó có phù hợp với đôi tay vàng của mình hay không, và nó có phù hợp với túi tiền của mình hay không, thì mình sẽ quyết định là có nên sưu tầm của nó hay không nha các bạn. Thì cái cặp này là nó là đồng trục Mỹ nha các bạn, 3 way. Thì như anh em mình thấy thì cái màn của nó là màn giấy, gân của nó là gân vải nha. Thì cái clip trước thì mình giới thiệu anh em mình là cái cặp toàn giải Goodman đó các bạn, nó là gân giấy liền ha, gân giấy liền, nhưng mà mình nói nhầm là gân giải ha, anh em mình thông cảm. Thì đây là cái cặp này gân giải ngược nha các bạn, nó gân giải ngược và rất là to. Thì với một cái gân giải như thế này thì anh em mình sẽ biết được là cái tiếng trầm của nó mềm ha, rất là mềm trầm, nói chung là trầm nó mềm và rất là sâu, và bass nó nhiều ha, bass nó nhiều đó. Anh em mình thấy cái màn của nó là màn giấy, thì mà cái màn này thiết kế khá là đặc biệt nha các bạn. Cái màn này nó thiết kế nó tròn giống như là một cái quặng vậy đó ha, một cái quặng, nó không có giống như một cái hình phễu, hình nón giống như những cái cặp loa thông thường. Đó, như anh em mình thấy đây là cái phễu loa của nó. Cái phễu của nó khá là to nha các bạn. Để mình để CD lên anh em mình xem nè. Đấy. Cái phễu của cái cặp loa này hơi bị to nha các bạn. Rồi. Đó, và kiểu còn rất là đẹp, không bị rách ha, không bị chấp giá gì hết. Để mình quay một vòng cho anh em mình xem. Đó. Thì con này chất âm của nó mình thấy khá là ok luôn. Với cái tầm tiền này anh em mình chung là để mà sở hữu một cái cặp đồng trục của Mỹ ha, qua hàng bãi xịn như thế này thì mình nghĩ cũng khá là hiếm. Đó, thì đây là cái con chép của nó ha, nó sử dụng một cái con chép giấy và nó có làm một cái kiềng ha, một cái kiềng nhìn nó rất là nổi bật ha, rất là đẹp, và nó có một cái lớp lưới bảo vệ nữa các bạn. Lớp lưới này nó có ánh kim đó, cho nên tạm tạo cái lo của mình nó có cái nét rất là sang trọng các bạn, rất là sang trọng. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái phần dưới ha, phần bên dưới cái con lo hoặc cái củ lo để anh em mình tham khảo nha. Thì lo này là còn nguyên zin nha các bạn, và đặc biệt cái lo này thì mình đang ngồi ở đây các bạn, thì cái mùi thơm nó thoang thoảng rất là đã luôn, rất là đã nha các bạn. Đây thì lo này là được sản xuất tại Mỹ nha các bạn, mấy insulate nha các bạn. Thì lo chạy kháng là 8 ohm, mang thương hiệu là Realistic nha. Con này là bát 30 nha các bạn, bát 30. Và cái đặc biệt thì cái cặp lo này nó có một cái cell tinh chỉnh ở cái dãy cao, thì anh em mình thích dãy cao nó cao hay là vừa vừa thì anh em mình chỉnh cái chiếc áp này cho vừa cái đôi tai của mình nha các bạn. Đó, thì thường những cái cặp đồng trục nó sẽ thiết kế cho nên mình một cái chiếc áp để chỉnh cái những cái dãy cao các bạn, vậy chỉnh như cái con chép. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái lên chi tiết cái lo còn lại để anh em mình tham khảo nha. Đó, thì cái này hôm bữa mình có quay rồi, thường cái tập của mình mình bán hàng anh em mình quay rất là chi tiết. Đó, cho nên anh em mình mua hàng sẽ yên tâm hơn nha. Đấy các bạn, thì mình sẽ chia sẻ cho mình chỗ này là lúc hãng người ta vô keo ha, nó bị nhiễu keo như chỗ này là anh em mình thấy không, đấy các bạn ha. Đó, một cái này cái vệt keo chứ không phải là cái vệt gách nha. Đó, chia sẻ cho anh em mình rất là rõ ràng. Thì anh em mình đặc biệt là cái lo này còn riêng và đẹp đấy, còn rất là thơm như các bạn, rất là thơm và kiểu nó còn lành lặn luôn nha các bạn. Đó, hôm bữa mình có về được cái cặp Elexi 12B đó các bạn, thì cặp lo nó trị giá là 16 triệu ha, nhưng mà nó bị cắt cái phỉu cho nên mình bán có 11 triệu năm thôi nha các bạn. Nói chung là cặp đó thì mình cũng lỗ được mấy triệu rồi nha. Đấy, thì cái cặp này giá là 9,5 triệu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay phần phía dưới anh em mình tham khảo nha. Đấy, hàng còn nguyên zin nha, và cái xương lo còn khá là đẹp. Lo chở kháng là 8 ohm cho nên em mình rất là dễ ghép âm ly luôn ha. Thường âm ly của mình đó thì chở kháng 8 ohm nha, đa phần là 8 ohm. Đấy, rồi sản xuất tại Mỹ các bạn, mang thương hiệu là Realistic, và ở đây là cái tinh chỉnh của em nó. Rồi thì vừa rồi mình vừa test và giới thiệu anh em mình xong một cái cặp lo đồng trục Realistic đến từ Mỹ nha, và 30 giá của em nó là 9,5 triệu. Thì cặp này anh em mình chơi thì anh em mình nên chốt nhanh. Mình thấy cái cặp này chất âm là thứ nhất cái trung âm các bạn nó không cao quá, nó ấm ấm ha, nó vừa ha. Anh em mình nghe nó đỡ chói đây, và con bass của nó mềm ha, nó mềm nhẹ sâu, nói chung là nghe nhạc thì rất là phê. Còn chép nữa, chép nó cũng dạng chung thôi ha, nó nhuyễn, nói chung là nghe cái tiếng nó rất là dễ chịu. Chung là cái cặp lo này thì chung là mình thích cái cặp lo này nè các bạn, chung là nghe nó nhẹ nhàng, nó mượt mà, nghe nó phê lắm các bạn. Để anh em có thể nghe lại những cái đoạn clip test của mình để anh em mình cảm nhận cái chất âm nó kỹ hơn. Thì giá là 9,5 triệu nha. Và mình xin kết thúc cái clip này, mình xin chào và tạm biệt các bạn. Mình cảm ơn anh em mình rất là nhiều, cảm ơn anh em mình đã dành thời gian ra để theo dõi cái clip của mình cũng như là ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào và tạm biệt các bạn nha.